Rồi các bạn nghe bạn. Nhiều thịt lắm. Thôi lắm nha. Cá lương mình là làm the nha các bạn. Rồi rồi chú dễ thương lắm. Thôi của mình có bì nữa. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở trên đường Hòa Bình nha các bạn. Đối diện đó là cổng công viên Đầm Sen các bạn. Mình đi ngang đây mình thấy có cái xe bánh mì, thịt nướng rất là hấp dẫn luôn, nên quyết định vào đây làm video chia sẻ cho các bạn xem, sẵn mua ăn trải nghiệm luôn nha các bạn. Ê, con chào cô. Đây, chào chú. Đây nè các bạn, hấp dẫn quá. Này là bánh mì thịt nướng phải không chú? Dạ. Này sắp tới luôn. Cái này bao nhiêu ổ, một bao nhiêu tiền một ổ vậy cô? 15 20 ngàn. À, ít nhất là 15. Rồi kêu thêm là 20. Dạ. Cái này cô để bằng ở ngoài bằng cái thau inox nè các bạn ha, thau nhôm gì á. Bên trong là nướng lửa than nha. Thịt là này là mình bầm ra hả, mình xay vậy chú? Mình xay. Xay dạ. Ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? 6 giờ bán tới 9 giờ rưỡi cho sáng á. À, ban ngày là bán 6 giờ rưỡi, 6 giờ tới 9 giờ rưỡi buổi sáng. Ở đằng xích đằng kêu xíu. Chiều 2 giờ tới 6 giờ. Chiều 2 giờ tới 6 giờ, địa chỉ ở đây là số 56 Hòa Bình, phường 5, quận 11 nha các bạn. Đây là mình bán mỗi ngày luôn hả chú? Trong tháng có nghỉ ngày nào không? Chủ nhật nghỉ buổi chiều. Chủ nhật nghỉ buổi chiều nha các bạn. Nghỉ theo lịch của bà con đi làm, nhân viên văn phòng. Đây, khắp tới luôn các bạn. Đó, cái đó là bì. Bên trong là thịt nướng. Khách tới là cứ kêu bánh mì là mình sẽ làm bình thường 15. Còn kêu đặc biệt xíu là mình mới làm 20 hả cô? Người ta không, cái không nói giá mình là 15. À dạ. Còn người ta muốn kêu 20, 25, 30. Dạ à. Người ta nói nó trước. Dạ, cứ 15 mà ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Dạ. Chứ không phải làm rồi mình muốn nói như mình nói. Dạ. Cô chú là bán ở đây bao nhiêu năm rồi? Cũng bị 24 năm. 24 năm nha các bạn. Trời ơi quá đã luôn. Rồi đâu mình đi có 2 ngàn ba. Bán từ lúc ổ bánh mì coi 2 ngàn. Cô chú tỉ mỉ cẩn thận lắm các bạn. Đây nè. Để vào cái thanh tre rồi nướng. Nướng bằng than này là ngon lắm các bạn. Hey, bà con đi làm đi học về nhớ ghé số 56 Hòa Bình, phường 5, quận 11 ủng hộ cô chú nha các bạn. Chú. Hi, cảm ơn chú. Đó, cô chú làm rồi để trong tủ kiến đồ để mà chống bụi các bạn. Cái này một ngày mình nướng bao nhiêu sâu này mình nhớ không cô? Không nhớ hả? Ký ở ngoài chợ đem về chứ. À, ký xong rồi về mình phân ra cây thôi chứ mình đâu nhớ bao nhiêu cây ha. Quen rồi. Dạ. Nè các bạn. Cái này là nêm gia vị vô hết luôn hả cô? Trời ơi, thơm lắm các bạn. Đây là món ăn đường phố Sài Gòn. Hai cô chú là cùng quê với mình. Năm nay là cô chú bán 24 năm trong nghề rồi. Quá đỉnh. Cô chú là cũng mua nhà Sài Gòn luôn nha các bạn. Đó. Ổ bánh mì 15k các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Cái này một ngày mình bình quân mình bán tầm bao nhiêu ổ bánh mì nhớ không chú? 300 mấy. 300 mấy ha, là một buổi sáng hay là sáng chiều luôn? Sáng chiều. Dạ. Khách tới luôn. Hello con. Nè đi rước đi học về.
bạn thấy cái xe bánh mì của cô chú rất là đơn giản nha các bạn. Bye bye con nha. Cảm ơn nhiều luôn. Này nướng tầm 2-3 phút chắc chín con ha. Tại mà nó mềm mà. 5 phút hả? Dạ. 10 phút hả? Là hai bài luôn. Chín nó chín xong hết là 10 phút. Đó là dưa chua đó các bạn. Đó, mỡ hành. Rồi ớt luôn. Rồi nước mắm. Dưa leo. Rồi, khách tới luôn. Bánh mì đi. Một ổ bánh mì mặn mặn. Hello. Khách tới luôn các bạn. Đây cho các bạn xem cái xe của cô chú nè. Đơn giản nha. Địa chỉ là 56 Hòa Bình, phường 5, quận 11 nha các bạn. Rồi cảm ơn hai cha con nha. Bye bye. Rất là thơm và rất là đẹp các bạn. Một ổ bánh mì luôn. Đây. Đó, chú bên kia luôn.
đứng dưới gió nên khói quá trời hứng hết luôn rồi các bạn ạ. Hấp dẫn, siêu hấp dẫn. Thấy rõ rồi. Cái nào mà bị khét quá thì chú lấy kéo chú tè lại các bạn. Đây. Ngày này mình bán được bao nhiêu ký thịt này chú? 22 ký thịt luôn các bạn. Quá đỉnh. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Chắc cỡ tuổi ba con không? Ba con sinh năm 63. Đây rồi, 16 tuổi. Chú là lớn hơn ba con 16 tuổi hả? Không có. Ba con tuổi con mèo, con cũng tuổi con mèo, ba con Quý Mão, con Đinh Mão. Đây chú bằng tuổi ba luôn hả? Hình như nhìn thấy giống. Cũng chàng tuổi. Đây, có khách tới đây nữa các bạn. Đó. Em bao nhiêu tuổi? Dạ con 37. Con mèo nhỏ. Mèo lớn, cây lớn con chú 1 tuổi. Dạ. Con chú Bình. Chú Thành hả? Dạ. Tại ba con tướng cũng ốm ốm, cũng nhỏ nhỏ vậy, như chú vậy nè. Con nhìn con cũng đó, nói chắc cũng cỡ cỡ tuổi ba con à. Ai ngờ bằng tuổi luôn. Quý mèo. Đúng rồi, quý mèo. Mình đứng dưới gió nên là khói màu bay rất là nhiều các bạn. Đây nè các bạn, cuối cùng mình cũng hậu một ổ bánh mì. Thầy cô chú bán bên kia các bạn. Bánh mì giòn các bạn. Bên trong thì có dưa leo, dưa chua, ớt, rồi nước mắm và thịt nướng, rồi hành gì, mã hành các bạn. Rồi. Các bạn có ăn bánh mì thịt nướng thì bạn nhé, ngay địa chỉ là 56 Hòa Bình, phường 5 quận 11 các bạn. Ngon, cô chú bán rẻ mà ngon các bạn. Cô chú cùng quê với mình. Ban ngày chú bán thứ tuần này cũng thiếu, từ 6 giờ bán tới 9:30. Buổi chiều chú bán chỉ này từ 2 giờ tới 6 giờ các bạn. Rồi các bạn nghe bạn. Nhiều thịt lắm, vui lắm nha.
Sau lưng mình là làm xe các bạn. À, cô chú dễ thương lắm. Thôi của mình có bì nữa. Ngon lắm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhà mình nha. Rồi bye bye các bạn. Giờ mình tắt máy, mình xử lý nữa mình đi đây. Rồi bye bye.